Rất vui được gặp lại quý vị trong tạp chí Ngân hàng trên kênh truyền hình FVNC. Và như thường lệ, đầu tiên xin mời quý vị đến với những thông tin chính sau đây. Vay mua nhà ở xã hội có cần tài sản thế chấp? Câu hỏi chưa có lời đáp. Hội nghề cá cho rằng lẽ ra nên giảm lãi vay nuôi trồng thủy sản sớm hơn. Sau nhiều thập kỷ, đô la lại mạnh lên. Thưa quý vị, sau một tuần họp Quốc hội với những câu chuyện nóng xung quanh quan ngại về tăng trưởng kinh tế và rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong trả nợ ngân hàng, thì mới đây Ngân hàng Nhà nước đã phát lệnh hoãn ngày thực thi quy định phân loại các khoản nợ tại ngân hàng thêm một năm nữa. Đây là quy định được biết đến với tên gọi Thông tư 02. Như chúng tôi đã đưa tin thời gian qua về phản hồi của các ngân hàng và chuyên gia xung quanh chuyện siết chặt cơ chế phân loại nợ, chiều ngày 27 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định hoãn thời gian thực hiện quy định phân loại các khoản nợ tại ngân hàng thương mại từ đầu tháng 6 năm nay đến đầu tháng 6 năm 2014. Như vậy, nhiều ngân hàng và doanh nghiệp lúc này đã có thể tạm thời cắt bớt gánh lo để tập trung cho sản xuất, kinh doanh, lấy lãi suất trước cuộc đại phẫu mới sẽ diễn ra sau một năm nữa. Quyết định trên xem như đã cắt bớt gánh lo của rất nhiều doanh nghiệp và cũng đang gián tiếp hỗ trợ nhiều ngân hàng. Bởi lẽ nếu có khoản vay bị phân loại lại và xếp vào nợ xấu, thì doanh nghiệp xem như không còn đường tiếp cận vốn ngân hàng. Tín dụng đã tăng trưởng ì ạch, nay sẽ còn ì ạch hơn nếu quy định phân loại nợ mới được thực thi ngay từ đầu tháng 6 tới, và ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP chung của cả nền kinh tế là điều khó tránh khỏi. Kính thưa quý vị, gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng đang trong giai đoạn triển khai và đã có ngân hàng bắt đầu cho người dân vay mua nhà ở xã hội. Các thông tư hướng dẫn về đối tượng được mua, lãi suất vay ưu đãi v.v. đều đã được ban hành. Thế nhưng vẫn còn một số vướng mắc như việc vay mua nhà ở xã hội có cần tài sản thế chấp hay không vẫn còn là một câu hỏi lớn đối với người dân. Bởi thực tế thì trong thông tư 11 của Ngân hàng Nhà nước không có quy định cụ thể về điều này, mà khi triển khai thì sẽ tùy vào từng ngân hàng có cần tài sản thế chấp khi vay mua nhà ở xã hội hay không. Trong thông tư 11 của Ngân hàng Nhà nước có quy định về mở tài sản thế chấp cho các ngân hàng. Theo đó, 5 ngân hàng nằm trong danh sách giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng được quyền quyết định phải có thế chấp hay không. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết, nếu ngân hàng thấy căn nhà đi mua đã hoàn thiện, vị trí tốt, người đi vay có thu nhập tốt thì có thể không cần thế chấp. Đối với những người có thu nhập không ổn định thì có thể đòi thế chấp, khi đó người dân phải đáp ứng các điều kiện ngân hàng đưa ra. Thế nhưng theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, cần phải có quy định rõ ràng về tài sản thế chấp, bởi người đi vay là những người có thu nhập thấp, không thể có tài sản đảm bảo. Nếu trường hợp ngân hàng không chấp nhận chính căn hộ vay là tài sản thế chấp, thì người dân sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở xã hội. Chúng tôi đề nghị là dùng chính cái căn hộ mình vay để làm tài sản đảm bảo, thì điều đó nó hợp lý. Bởi vì người thu nhập thấp được vay để mua nhà ở xã hội và được những người mà mua nhà ở thương mại có quy mô dưới 70 mét vuông và có cái giá bán dưới 15 triệu, đó là những người chưa có sở hữu nhà, đó là những người đang ở chật hẹp dưới 8 mét vuông một đầu người. Mới đây, BIDV là ngân hàng đầu tiên được chỉ định thực hiện gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng triển khai kế hoạch cho vay. Tuy nhiên, đại diện của ngân hàng này còn cho biết, vấn đề về tài sản thế chấp để vay vốn, BIDV sẽ cho khách hàng vay để mua nhà ở thương mại giá thấp được thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay, tức là căn nhà mà khách hàng vay để mua. Riêng đối với nhà ở xã hội, hiện chưa có quy định được dùng để thế chấp ngân hàng, BIDV sẽ làm việc với các địa phương và người đi vay để thống nhất cơ chế cho phép họ cũng được thế chấp bằng chính căn nhà mà họ vay để mua. Như vậy, cho đến thời điểm này, các ngân hàng vẫn chưa có câu trả lời chính thức về việc người dân có cần tài sản thế chấp khi vay mua nhà ở xã hội hay không. Chuyển sang một tin tức khác, thưa quý vị, dù đánh giá yêu cầu các ngân hàng thương mại nhà nước phải giảm lãi vay nuôi trồng thủy sản về mức 10% là rất tích cực, nhưng đại diện hội nghề cá cho rằng lẽ ra nên giảm lãi suất cho vay với đối tượng này sớm hơn nữa. Chiều ngày 29 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu đích danh 5 ngân hàng gồm Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank và Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long phải giảm lãi suất cho vay với chăn nuôi, chế biến thịt lợn, gia cầm, cá tra và tôm về mức 10% một năm, quyết định áp dụng cho cả khoản vay còn đang trong hạn trả nợ. Theo ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam, thông tin này đáng mừng thật nếu 5 ngân hàng trên triệt để thực hiện, nhưng nói lãi suất thực sự thấp thì chưa phải. Phải nói rằng là nghe cái thông tin như thế thì trước hết là tôi là rất mừng cho cái sản xuất thủy sản của Việt Nam. Chỉ đạo rất trực tiếp, rất cụ thể là cho tổ nuôi cá cũng như nuôi tôm được vay với lãi suất thấp. Thật ra thì thấp hơn so với cái nước kia. Chứ cũng tôi nói thấp không phải là thấp so với cái mặt bằng của một nền tài chính mà cần phải có. Ông Thắng cũng cho rằng đây là một trong những quyết định mạnh mẽ nhất của Ngân hàng Nhà nước.
nhằm hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản trong hơn một năm qua. Chỉ tiếc một điều là lẽ ra lãi suất cho vay cần phải giảm sớm hơn nữa để không có quá nhiều doanh nghiệp khó khăn như lúc này. Về riêng tôi thì tôi nghĩ rằng nếu như nắm bắt tình hình về tình hình tài chính cũng như tình hình sản xuất của Việt Nam, đặc biệt trong ngành chăn nuôi thủy sản mà sớm hơn thì cái chỉ đạo này phải sớm cái đây năm. Còn đợi đến bây giờ thì cũng rất nhiều doanh nghiệp cũng đã chán nản và có thể là cũng gặp khó khăn nêu đứng. Và nhiều người cũng có nói rằng có thể có nhiều doanh nghiệp cũng đang ở bên có thể phá sản được hoặc bình vực phá sản. Vì đại diện hội nghề cá cũng băn khoăn về việc thực hiện chính sách này, bởi vì thực tế các ngân hàng vẫn thường yêu cầu tài sản thế chấp, mà những gì thế chấp được thì doanh nghiệp hầu như đã thế chấp hết rồi. Do đó, để chính sách này được thực hiện hiệu quả thì cần mở rộng điều kiện cho vay mới là điểm then chốt. Sau một thời gian hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ thanh toán trực tuyến thì công ty MobiV đã lấn sân sang mảng tín dụng bằng cách ra mắt thẻ ECC, thưa quý vị, loại thẻ chuyên phục vụ cho giới nhân viên doanh nghiệp. Hợp tác với ngân hàng Phương Đông, công ty MobiV ra mắt thẻ tín dụng ECC. Thẻ ECC có 3 đặc trưng. Thứ nhất, chỉ phục vụ riêng cho giới nhân viên doanh nghiệp. Nếu một người làm nghề tự do, không thuộc một công ty hay là đơn vị nào thì không sử dụng được. Thứ hai, không phân biệt chức vụ hay mức thu nhập, tất cả nhân viên doanh nghiệp đều có thể đăng ký sử dụng thẻ ECC. Thứ ba, điều kiện vay tín dụng của thẻ ECC tương đối nhẹ nhàng hơn so với những sản phẩm cùng loại. Ví dụ, lãi suất 0%, thời gian thanh toán tín dụng dài từ 3 tháng đến 6 tháng, thay vì 30 đến 40 ngày như bình thường. Phía MobiV kỳ vọng, thẻ ECC có thể giảm bớt áp lực tài chính trong chi tiêu, mua sắm hàng ngày của nhân viên doanh nghiệp. Cái thẻ này mình gọi là cái mô hình thẻ tín dụng. Là cái thẻ tín dụng có nghĩa là mình mua trước, mình trả sau. Chứ khi mà mình mua thì mình không có cần phải chi phí phát sinh tiền mặt. Thì nó có nhiều cái lợi ích, chẳng hạn như là khi mình mua thì có thể là mình không có tiền, mình vẫn mua được. Cuối tháng mình mới trả, hoặc chẳng hạn như khi mình mua một cái món hàng thì mình có thể tự động mình trả trong vòng 3 tháng hoặc 6 tháng, thành ra nó giảm cái áp lực từng tháng cho mình. Tại vì bây giờ thay vì khi mình mua một cái nồi cơm điện thì mình phải trả ngay lập tức 600 ngàn, thì bây giờ mình chia nhỏ ra làm 3 tháng, 4 tháng, thì mỗi tháng trả 200 ngàn thì nó rất là nhẹ nhàng và cũng bằng một giá, không có phí, không có lãi. Thì vì những cái chuyện như vậy cho nên cái nó sẽ thúc đẩy cái sự mua thắm, nó làm cho nó dễ hơn cho cuộc sống người ta tốt hơn. Cho giao dịch trả bằng thẻ ECC để thanh toán thông qua mạng Internet, mọi chi phí sẽ được trích giữ từ lương và chuyển cho MobiV vào cuối tháng. Hiện tại, số lượng sản phẩm dịch vụ mà chủ thẻ ECC có thể mua sắm là khoảng 40.000 mặt hàng. Sắp tới, ngoài dịch vụ ứng tiền mua trước trả sau, người sử dụng thẻ ECC còn có thể dùng thẻ này để rút tiền ở các trạm ATM của ngân hàng Phương Đông và những ngân hàng liên kết với ngân hàng này. Và kính thưa quý vị, chuyên mục mỗi tuần một con số trong tạp chí ngân hàng số ra kỳ này, chúng tôi muốn đề cập đến con số 3%. Đây là dự báo của vụ chính sách tiền tệ cho tăng trưởng tín dụng đến hết tháng 5 năm nay. Như vậy, cho dù đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cho cả năm là 12% và yêu cầu các ngân hàng cũng chỉ được đặt mục tiêu cho mình quanh mức này, thì đến hết 22 tháng 5, tín dụng toàn hệ thống cũng mới chỉ tăng được 2,3%. Vì tín dụng ngoại tệ giảm mạnh hơn 8% so với cuối năm ngoái, nên tín dụng nội tệ được tăng đến gần 4,6%, nhưng tổng thể thì dư nợ toàn hệ thống cũng chỉ tăng được hơn 2%. Chênh lệch lãi vay ngoại tệ và nội tệ hiện đã thu hẹp đáng kể, nên hiện các doanh nghiệp không còn quá mặn mà với đi vay ngoại tệ, vì khoản lợi thu được cũng có thể đối mặt với rủi ro tỷ giá. Trước đó, vào tháng 5 năm ngoái, tín dụng gần như không tăng trưởng so với cuối năm 2011. Và kính thưa quý vị, đến đây thì phần 1 của tạp chí ngân hàng kỳ này xin được khép lại. Phi Yến xin mời quý vị nghỉ ngơi trong giây lát trước khi quay trở lại với phần 2 với hai nội dung đáng lưu ý sau đây. Vì sao hồ sơ xin vay có đủ tài sản thế chấp vẫn không được vay vốn? Niềm tin hồi phục với nền kinh tế EU và Nhật Bản.